Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn quay lại kênh. Hôm nay mình tiếp tục lên combo beta nha các bạn. Đầu tiên là coin Galaxy nè các bạn ơi. Coin Galaxy này có cái kỳ dưới hơi kiến kiến đó các bạn. Đó các bạn thấy không? Hơi kiến. Ấn tượng nha các bạn. Ấn tượng lắm. Và Galaxy rất là gõ, những cái chấm màu rất là sáng, rất là rõ luôn, và đuôi vẫn đang phát triển. Cá này về các bạn nuôi thêm khoảng nửa tháng nữa, đảm bảo cá rất là đẹp. Để form ra các coi chuẩn đẹp nó cực hơn so với form fancy đó các bạn. Không biết các bạn nuôi như thế nào, chăm sóc như thế nào, còn riêng mình thì thấy nuôi coi nó đẹp nhưng mà nó cực hơn fancy. Fancy nó có máu rất là hăng, kè bóng cũng rất là dữ, cho nên là khi mà các bạn nuôi dòng fancy đó các bạn dễ form lắm, còn nuôi dòng coi thì có lẽ là do các bạn tính nó hơi nhút nhát chút xíu, form nó rất là mệt. Phải nhìn trước ngó sau, phải coi nó kè bóng được đàng hoàng ok hết thì lúc đó mình mới giao bán được đó các bạn. Và một con coi trưởng thành như thế này thì các bạn mất tầm khoảng 3 tháng mấy 4 tháng là chuyện bình thường. Đây cũng là coi luôn các bạn. Các bạn mà thích dòng mà xanh trắng nhiều đó thì các bạn có thể rước chú này về. Chú này rất là sung nha các bạn, rất là bự con nha. Thấy vậy chứ, rất là bự con à. Dãy rất là đều, đều tăm tắp luôn á. Kỳ dạo đuôi và cái form của nó cũng rất là chuẩn. Các bạn mua về có thể đổi với lại ghép fancy hoặc là coi bình thường không sao hết, cá rất là sung như các bạn thấy đó. Đuôi của nó như là mặt trời mọc vậy ha các bạn, như là ánh mặt trời mọc vậy, viền phía ngoài màu hồng, màu đỏ đỏ nhìn đặc biệt. Tia đuôi cũng rất là đều, tia đuôi tia nào ra tia đó nha, rất là đều luôn, đẹp như là kẻ chỉ vậy, như là vẽ vậy đó các bạn, mình như con trăn năm Mỹ vậy đó. Rồi tiếp theo cũng là coi luôn các bạn. Coi này với cái con hồi nãy á là nó hao hao nhau, nhưng mà con này trắng nhiều hơn nha các bạn, con này trắng nhiều hơn và tia đuôi cũng rất là đều. Mình máy thì cũng bấm chọn lắm à, mặt mày sáng sủa đẹp trai hùng hậu thiên nhiên hoang dã, trời nói hồi ra tới như kiếm hiệp vậy ta. Và các bạn mua con này về các bạn nuôi thêm nửa tháng nữa nha các bạn là cá bắt đầu nó chuẩn hơn, kỳ son rồi đàng hoàng chứ đâu phải giỡn đâu, kỳ son đó nha. Cá này mình nuôi 3 tháng rưỡi 4 tháng rồi đó các bạn, nhưng mà nó vẫn còn bự, bảo đảm các bạn luôn đó. Còn bây giờ là vàng nha, cục vàng đuôi trắng xanh tia tè le cũng rất là đẹp, nó đẹp. Mình rất là quý những cái con fancy vàng như thế này, và khi các bạn chơi fancy vàng các bạn mới thấy được cái độ cực của nó. Fancy vàng nó nhát, tuy là dòng fancy nhưng mà nó nhát lắm các bạn. Với lại là thấy là kiểu như nó hơi không được sung lắm. Nó bình dân, nó bình dị, bình thường sao đâu. Để mà nó có một con sung như thế này, kè bóng mà hăng như thế này, các bạn phải nuôi nó form rất là lâu, rất là mệt. Mà khi có được rồi thì rất là thích. Giỏi như các bạn thấy. Còn fancy vàng này rất là hăng nha. Và các bạn có ép thoải mái là fancy đẹp 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 không luôn, fancy vàng đẹp nha. Đó, mặt kìa hung hãn chưa? Hung hãn như người lấy đò sông Đà vậy trời. Rồi, tiếp theo là con này mình giới thiệu với các bạn là coi Nemo. Coi Nemo rất cổ kính. Cổ kính cam có, đỏ có, xanh có, trắng có.
hai tay bơi lên màu luôn, màu rêu nha các bạn. Và con Nemo này mình quay trong cái điều kiện là buổi tối, ánh sáng nó có hơi khác chút xíu so với những cái con hồi nãy, cho nên là các bạn thấy là có ánh đèn đó đúng không? Đó, hơi chói chút xíu nhưng mà đây vẫn là màu sắc thực sự của con cá. Đó, các bạn quan sát và các bạn thích thì comment hoặc liên hệ cho mình nha. Rồi mình giới thiệu cho các bạn 5 con cá trong một combo như thế này. Các bạn quý mến mình hoặc là các bạn có nhu cầu thì liên hệ. Mình có để số điện thoại trên màn hình hoặc là các bạn cũng có thể comment bên dưới video để mình liên lạc lại cũng được. Rồi, mình dừng video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Xin chào.